Chào đón quý du khách thập phương cùng toàn thể đồng bào và các bạn đã đến với chương trình chợ đêm thứ bảy ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin trân trọng gửi tới quý du khách cùng toàn thể đồng bào và các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, Bắc Hà, nơi mà mỗi lần đến là một cảm xúc khác nhau, vùng đất đầy sức hút bởi thiên nhiên hùng vĩ, được phủ ngập bởi màu trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ, màu đỏ hồng của nụ hoa đào mỗi độ rộ xuân về. Ấn tượng đầu tiên khi du khách đặt chân đến Bắc Hà là dòng sông chảy hiền hòa thơ mộng uốn lượn quanh những bản làng. Vượt qua dốc Trung Đô với những cung đường treo leo sườn núi, thị trấn Bắc Hà hiện ra trước mắt thật diệu kỳ, một thung lũng bằng phẳng được bao bề bởi bốn bề núi rừng. Đến với Bắc Hà là đến với mảnh đất hiền hòa, ấm áp tình người, đến với bản làng nguyên sơ, những nét văn hóa dân tộc, đến với dinh thự cổ Hoàng A Tưởng uy nghi ngự giữa lòng cao nguyên, là đến với chợ phiên Bắc Hà với gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu, chảo thắng cố thơm đồng ấm áp, men say choáng choáng của rượu bản phố, sặc sỡ chiếc váy hoa của cô gái Mông và say say trong điệu xòe vị sản của cô gái Tày. Ban tổ chức đề nghị tất cả các đội văn nghệ chúng ta trở về hai cánh làng sân khấu để chuẩn bị chương trình chợ đêm được bắt đầu. Và bây giờ là chương trình giao lưu, sau đó là chương trình văn nghệ chính thức của chương trình chợ đêm. Chúng tôi xin trân trọng kính mời du khách chúng ta hãy đến để giao lưu.